sáng từ đâu? Người có hiểu bóng tối về đâu? Người có biết tiếng sớm rền vang cùng làn gió thổi mãi không thôi? Nhìn trời cao, người có thấy bao la ngút ngàn? Nhìn làn mây, người có biết ai đã giăng đầy? Nhìn đôi núi cùng sông nước chảy tuôn tràn. Nhìn trời cao, người có thấy bao la ngút ngàn? Nhìn làn mây, người có biết ai đã giăng đầy? Nhìn đôi núi cùng sông nước chảy tuôn tràn. Sóng ngạo nghễ của ngươi phải dừng lại ở đây. Từ khi chào đời, ngươi có bao giờ ra lệnh cho buổi sáng và đến nơi nào cho mặt trời sẽ tỏa ánh bình minh để nó tỏa sáng các bốn phương trên đất và rũ sạch bọn gian ác khỏi mặt đất chăng? Trái đất biến dạng như đất sét bị in hằn dưới ấn, muôn vật lộ ra rực rỡ như chiếc áo đẹp nhiều màu, hừng đông đến xua tan tia sáng của phường gian ác, để cánh tay giơ cao của kẻ ngạo ngược bị bẻ gãy. Có khi nào ngươi đã vào tận các nguồn của biển cả, hoặc bước đi trong các đáy của vực sâu? Cửa của tử thần có bao giờ lộ ra cho ngươi thấy? Cổng của sự chết ngươi đã có dịp nhìn thấy chưa? Ngươi có biết mặt đất rộng đến mức nào không? Nếu ngươi biết tất cả những điều ấy, hãy nói cho ta nghe đi. Con đường nào dẫn đến nơi ánh sáng ở? Còn tối tăm ngủ tại nơi nào? Ngươi có thể dẫn chúng về nơi chúng ở? Ngươi có biết đường nào đưa về nhà chúng hay chăng? Dĩ nhiên là ngươi biết tất cả những điều ấy rồi phải không? Bởi vì ngươi đã sinh ra trước chúng kia mà. Và những ngày của đời ngươi nhiều vô kể phải không? Có bao giờ ngươi đã vào các kho chứa tiếp? Hay đã khi nào ngươi thấy các kho chứa mưa đá? Ngươi có biết đó là những thứ ta để dành cho kỳ hoạn nạn, cho ngày chiến trận và giặc giả chăng? Bằng đường nào ánh sáng tỏa ra tứ phía? Bởi cách nào gió đông thổi qua khắp đất? Ai làm ra sông rạch cho nước mưa tuôn chảy? Ai vạch đường cho sấm sét trên không? Ai làm mưa xuống miền không người ở? Xuống đồng hoang không một bóng người, làm nơi vốn khô khan và hoang vắng được đẫm ướt, khiến cỏ non từ dưới đất mọc lên. Mưa có cha chăng? Ai sinh ra các giọt sương? Băng giá ra từ dạ của ai? Sương muối trên trời rơi xuống do ai sinh đẻ? Lý do nào nước đã đông lại rắn như đá? Tại sao mặt nước của biển sâu đông lại thành băng? Người có thể trói chòm sao khất lên lại chăng? Hay có thể mở dây trói cho chòm sao thiên lang chăng? Người có thể làm cho mỗi tinh tú hiện ra đúng mùa của nó chăng? Người có thể hướng dẫn sao bắt đầu với các con của nó sao? Người có biết các quy luật của các tinh tú trên trời cao chăng? Người có thể lập quyền bính của trời cao trên đất chăng? Người có thể cất tiếng truyền lệnh cho mây để chúng đổ mưa xuống phủ người ướt đẫm chăng? Người có thể sai chớp nhoáng để chúng ra đi,
và nói với người rằng có chúng tôi đây chăng? Ai đã phú cho đầu óc sự khôn ngoan và ban cho lòng dạ sự thông sáng? Nhìn trời cao, người có thấy bao la ngút ngàn? Nhìn làn mây, người có biết ai đã giăng đầy? Nhìn đôi núi cùng sông nước chảy tuôn tràn. Nhìn trời cao, người có thấy bao la ngút ngàn? Nhìn làn mây, người có biết ai đã giăng đầy? Nhìn đôi núi cùng sông nước chảy tuôn tràn. La Chúa là đấng